Thưa quý vị, thưa các bạn, là một tỉnh thuận lợi về giao thông, cửa khẩu và nhiều mặt hàng nông sản đặc thù, Lạng Sơn có điều kiện để phát triển kinh tế cũng như là cầu nối tiêu thụ nông sản. Phát huy thế mạnh thời gian qua, Lạng Sơn đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đẩy mạnh kết nối cung cầu. Tỉnh Lạng Sơn hiện có tới 12 cửa khẩu, 2 tuyến hành lang kinh tế, có đường sắt liên vận quốc tế nên luôn được đánh giá là cửa ngõ quan trọng trong giao lưu kinh tế giữa Việt Nam với Trung Quốc và các nước ASEAN, nhằm đưa các mặt hàng nông sản đặc sản của tỉnh ra thị trường trong và ngoài nước. Công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm được quan tâm đẩy mạnh thông qua việc tổ chức thành công các hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản các tỉnh biên giới Việt Nam, Trung Quốc, ngày hội Na vào các thị trường Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, đẩy mạnh liên kết tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng đã có tiếng như là hồi, quýt không hạt, hồng giòn, na chi lăng, rau củ quả an toàn, vân vân. Đồng thời tiếp tục thực hiện triển khai hồ sơ đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm quế Tràng Định, khoai lang Lộc Bình, rau cao Lộc, ba kích Đình Lập, măng bát Độ Hữu Lũng, cao khô Vạn Linh Chi Lăng. Trong những năm qua, các nội dung hợp tác giữa các tỉnh thành trong cả nước với Lạng Sơn đã đạt được những kết quả tích cực. Nhiều doanh nghiệp ở Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Sơn La đã đến Lạng Sơn đầu tư xây dựng tổ hợp trung tâm thương mại tại thành phố Lạng Sơn, khu chế xuất Đồng Đăng Lạng Sơn, đồng thời triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại như là tuần lễ quảng bá Na Chi Lăng, hội chợ quốc tế thường niên Việt Trung, xúc tiến đầu tư vào khu trung chuyển hàng hóa, vân vân. Kế hoạch của chúng tôi là đến năm 2020 là cái kim ngạch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ là 5,5 tỷ đô la. Đến 2025 là sẽ phải nâng lên 10 tỷ. Thế thì nó tương ứng với cái vấn đề là tất cả những cái điều kiện về cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, rồi là các cái vấn đề về nghiệp vụ quản lý, rồi là chức năng, sự phối hợp tạo điều kiện thông thoáng, nó phải có những cái sự đổi mới vượt lên trên tất cả những khó khăn hiện tại của nền kinh tế Lạng Sơn, để tạo các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đến với Lạng Sơn để tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư cái khu trung chuyển hàng hóa. Trung chuyển đây là không phải là của Việt Nam, riêng của Việt Nam, mà sẽ trung chuyển tất cả hàng hóa của ASEAN. Đây sẽ là một cái mô hình là trong tương lai gần sẽ đáp ứng được rất tốt tất cả những cái nhu cầu về bến bãi cũng như là hoạt động xuất nhập khẩu phục vụ cho doanh nghiệp. Đối với Sơn La, một trong những địa phương có số lượng và sản lượng nông sản lớn nhất cả nước, để hỗ trợ đưa nông sản Sơn La ra thị trường, Lạng Sơn và Sơn La đã ký kết biên bản ghi nhớ về phối hợp đẩy mạnh kết nối tiêu thụ nông sản. Dưới sự chủ trì của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, hai tỉnh cũng đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu nông sản và an toàn tỉnh Sơn La trên địa bàn Lạng Sơn năm 2019. Qua các hoạt động xúc tiến thương mại sâu rộng, các doanh nghiệp đã trực tiếp trao đổi, giới thiệu sản phẩm, ký kết nhiều biên bản hợp tác tiêu thụ sản phẩm. Không chỉ tìm kiếm đầu mối tiêu thụ nông sản, nhiều doanh nghiệp còn liên kết được bạn hàng tiêu thụ sản phẩm ngay tại thị trường trong nước và giới thiệu các mặt hàng nông sản của Việt Nam lên các trang mạng để quảng bá các sản phẩm. Thực tế những hoạt động xúc tiến thương mại như đi hội chợ thì chúng tôi cũng tham gia rất là nhiều, nhưng mà cái hoạt động xúc tiến mà kết nối trực tiếp với một thị trường cụ thể thì đây là đầu tiên tôi tham dự. Tôi thấy nó rất là thiết thực, bởi vì khi mình tham gia hội chợ thì khách hàng là rất đa dạng và rất là khó mình có thể khai thác sâu vào cái thị trường đấy. Thì đây là cái cách mình tiếp cận một thị trường mục tiêu, thì thông qua cái hội nghị này mình có nhiều thông tin về thị trường đó và mình có thể tiếp xúc trực tiếp với một số doanh nghiệp tiêu biểu mà được ban tổ chức đã mời chọn. Ví dụ như ngày hôm qua tôi có được tiếp xúc với ba doanh nghiệp Trung Quốc có tham dự hội nghị này. Các bạn nói là cái nguyên liệu này rất là tốt và cái vị cũng rất là ngon. Đấy, tuy nhiên nếu điều chỉnh như thế này một chút như kia một chút thì chắc chắn thị trường chúng tôi sẽ thích hơn. Thì tôi nghĩ đấy là cái rất là thiết thực. Hiện tại thì chúng tôi đang phát triển thị trường và các kênh phân phối ở tất cả các tỉnh thành của Việt Nam và đã có định hướng 2020 sẽ xuất khẩu sang thị trường châu Âu và thị trường Trung Quốc. Qua cái cuộc hội thảo giao thương này thì chúng tôi cũng tìm hiểu và bắt tay với một số các cái doanh nghiệp lớn hơn ở trong nước và nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp ở Trung Quốc. Thế và chúng tôi cũng đang yêu cầu các công ty là sẽ cùng với chúng tôi đầu tư các cái dây chuyền chế biến nông sản sâu hơn, phải có những cái doanh nghiệp người ta có những cái kỹ thuật cao để đưa đến cho người nông dân, để hướng dẫn người nông dân làm ra được sản phẩm ngày càng tốt hơn thì mới đáp ứng được cái nhu cầu những cái thị trường ngày càng khó tính, ví dụ như Trung Quốc, ví dụ như Mỹ, châu Âu hoặc là châu Úc.
xác định kết nối cung cầu trong sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị cho sản phẩm nông sản là cần thiết và cấp bách, không chỉ riêng đối với Lạng Sơn mà với tất cả các địa phương cũng như của toàn ngành nông nghiệp. Chủ trương nhất quán của tỉnh trong thời gian tới sẽ là luôn tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng nhất để thu hút các doanh nghiệp đến với Lạng Sơn, đầu tư sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu nông sản thông qua các cửa khẩu của Lạng Sơn. Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh phát triển các sản phẩm chủ lực qua việc khuyến khích phát triển trang trại, gia tăng quy mô sản xuất gắn với hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, triển khai thực hiện chương trình quốc gia mỗi xã phường một sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển vùng nông nghiệp công nghệ cao gắn với việc đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại quảng bá xây dựng thương hiệu. Thì tỉnh Lạng Sơn chúng tôi là một cái nơi để mà chúng tôi phối hợp tạo mọi cái thuận lợi cho hai hàng hóa nông sản của cả nước nói chung để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc một cách thuận lợi nhất. Thì hiện nay chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng công an, hải quan, biên phòng kiểm dịch là tổ chức phân luồng phân tuyến và giải quyết các cái thủ tục nhanh chóng nhất để cho những phương tiện được chở hàng hoa quả nông sản xuất nhập khẩu ngay trong ngày và không để ùn ứ tại cửa khẩu. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang ban hành nhiều cơ chế chính sách để ưu đãi ưu tiên cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đặc biệt là trồng cây ăn trái, trồng cây lâm nghiệp và chăn nuôi. Thì đây là những cơ chế mà tỉnh Lạng Sơn tôi đang chỉ đạo để các ngành, các cấp, các lực lượng và các huyện triển khai thực hiện và cũng là cái thuận lợi để cho các doanh nghiệp được đầu tư vào Lạng Sơn. Và trên cơ sở đó thì cái hàng hóa của Lạng Sơn sẽ đảm bảo cung ứng cho địa bàn cũng như là có thể xuất khẩu ra nước ngoài. Xúc tiến thương mại có vai trò quan trọng trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có nhiều địa phương làm tốt công tác này. Với những hoạt động kết nối cung cầu, chủ động phối hợp linh hoạt cho từng hoạt động xúc tiến thương mại ở Lạng Sơn sẽ là kinh nghiệm hay cho các địa phương trong việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm hàng hóa.